quý cô chú, anh chị cùng các bạn. Nói đến Huế là nói đến món ăn đặc trưng xứ Huế, đó là bún bò. Nhưng mấy ai không phải là người Huế biết đến bún bò cơm nguội. Ngày trước, tô bún bò giò heo của các o, các mẹ gắn đi các nẻo đường với cả cái nồi tròn đặt tên cái lò than để bún luôn nóng hổi là món ăn được người Huế ưa chuộng. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để ăn. Có nhà thì kêu gắn bún vào, nhưng mà chỉ mua nước gọi là nước xảo, rồi cả nhà ăn với cơm hồi vừa no vừa ngon để có sức lao động và con cái được ăn ngon để mà đi học. Rồi thì những cái quán bún bò giò heo, người ta lại bỏ thêm bánh mì ổ cho những thực khách ăn kèm với bún cho ngon cho no. Ngày tháng qua đi, đất cổ đô vẫn nghèo, bà con lao động lại nhiều. Mười mấy năm qua, quán bún bình dân và đông khách của Huế, đó là quán của dì Vân, đã sáng tạo ra bún ăn kèm cơm nguội. Mục đích của dì là để bà con lao động, sinh viên nghèo có nơi ăn sáng vừa ngon rẻ mà no bụng để làm việc và học tập. Cũng không khó để tìm ra quán bún Thanh Vân này. Khi chúng ta qua cầu Gia Hội, đổ xuống đường Trịnh Công Sơn thì phía bên tay trái có khoảng đất trống và nhiều cỏ cây. Thì đằng sau đó là quán bún bò cơm nguội của dì Vân. Quán của dì là sáng bán gần cả tà bún, kèm theo mấy chục lông gà và đều hiện sạch. Trước chân vào tới quán thì thấy rất là nhiều cây xanh xung quanh quán, rất là mát mẻ. Ngồi ăn bún chắc là không cần quạt cũng cảm thấy mát lắm rồi. Rồi quán thì mộc mạc thôi, nhưng mà khá rộng rãi. Dù mệt nhưng mà dì và cả con, cả dì phục vụ luôn luôn niềm nở, vui vẻ và nhanh nhẹn. Nên dù quán nằm ở trong một cái con hẻm nhỏ, nhưng mọi người ai cũng biết. Dù đặc biệt là du khách đến Huế cũng thường đến đây để ăn và rất là hài lòng với cái món ăn mà họ chưa từng biết đến nay. Bỏ trên đó thôi hả? Mà tí ấy là ăn xong cái này còn nước là mình bỏ hết cái này ăn. À là tí nữa ăn xong thì phân bún này còn nước. Là còn nước là tiếp bỏ thêm bún cơm vào. Dạ. Em nghe dòng chi giống như dòng ở Đà Nẵng. Ra đây chơi ghé bố bún quăng bún ăn hay răng chứ? Câu học ngoài này. Rồi có hay tới đây ăn bún cơm nguội này không? Dạ. Cái này có chi đâu. Rồi. Rồi. Quay anh thật ạ. Ngon quá anh à. Ở dưới em chiên dưới rồi, còn mang dạ.
Rồi em cảm ơn hai anh nhiều. Chúc hai anh ngon miệng. Cái đó cái gì cái đó. Cho lý đầu Anh một người anh bưng cho em ba tô này lâu. Rồi anh cái này bưng ra rồi. Rồi. Bỏ ba tô to bên đó ở đây đủ này. Chà, cô giò heo. Giò heo. Đi bán chắc lâu rồi ha. Đã, đi bán đến 10 năm đó. Một cục dạng có mùi miền phí nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Tới đây vừa được ăn ngon, vừa được cô chủ xinh đẹp, rất là nhiệt tình, vui vẻ. Cái số rau sống cũng hấp dẫn, có nhiều bắp chuối. Dạ. Rau sống bún bò xứ Huế là chủ yếu là bắp chuối, khác là những miền khác. Còn anh được ưu tiên một tô cơm nguội chứ phải là một chén. Cái chắc gọi là trong khoảng họ hết dẻ này. Ăn này chắc là đi phải đi làm ruộng thôi chứ không đi chơi. Quá họ thấy ốm yếu với họ thương. Dạ chắc vui dữ. Cô bụng ngày nay là con thêm chút cơm nữa. Đó. Ốm yếu á, bạn ăn nhiều mà. Chứ anh được con người mà mập mạp là anh được trái mà phóng đồ nó mới chỉ còn một chén nhỏ cơm thôi. Ăn này như eo nữa. Eo. Nhiều ha, một tô bụng nhiều quá. Anh còn hay ăn ở đây nghe. Thịt thôn. Dạ. Vì ở đây rẻ. Ngon, có cơm mùi ăn lắm bụng sáng. Mà thấy cơm mùi thì lại gạo cũng ngon này ha. Kinh quả. Ngon. Ngon. Không bắt cạnh đâu. Cũng có cùng tô ăn nha. Bộ như bây giờ 15 ngàn anh? Cả 15 ngàn một miếng ba chỉ, một miếng cơm, một miếng cơm, một miếng cơm mùi. Một tô như vậy là 15 ngàn. 15 ngàn. À. Một miếng thịt ba chỉ. Một miếng ba chỉ này. À. Một miếng chả cua. Miếng chả cua, đồng thêm một miếng huyết. Dạ. Là chỉ có khoánh vô heo mới 25-30. Dạ, chỉ có 15 nghìn thôi mọi người. Dạ, bình dân. Đến Huế thì không thể nào mà bỏ qua quán bún thì vẫn có mùi được. Ngon và đặc biệt. Con tô người ổn này á, cục do quá to. Đúng tô 30 nghìn á. Cục do rồi thêm bò, thịt bò, chà, rồi chả cua. Nhiều, nhiều thứ lắm. Bò rất là nhiều. Rất là nhiều. Cho phải ăn chút mùa công nguội ăn ngon lành nhé. Sáng mà ăn ảnh như là nó nằm bụng. Đi làm việc chi việc đi xa vậy xa anh ấy, khỏe. Ở Huế mình có nhiều món đặc biệt thiệt. Chắc sau clip này các miền khác họ cũng sẽ có bún bò không mùi Huế. Có cho muốn có một chùa Huế có đó.
Mà đặc biệt là quán Thị Vân này là lâu rồi mà đắt khách luôn. Nhờ bún bò cơm nguội. Quán Thị Vân là bún bò cơm nguội đầu tiên ở Huế. Dạ. À, là quán Thị Vân là đầu tiên. Đầu tiên ở Huế. Bây giờ ở Huế thì cũng có khoảng chừng 4-5 quán. Dạ. 3 quán. Có thêm một quán bánh cánh cơm nguội nữa. À. Bánh cánh cơm nguội nữa. Bánh cánh cơm nguội. Ồ. Nhưng mà cái quả mà ngon nhất á và chất lượng nhất á là phải nói bún của ở vấn đây là tuyệt vời. Dạ, được ngon. Dạ. Mà thịt thấy cũng ngon à, mềm mại quá. Riêng về cái thức ăn á thì cái quả nào người ta bán được số lượng nhiều thì quả nó rất là ngon. Chất lượng là vì sao người ta lấy cái lượng thịt rất là nhiều. Thì cái nước nó rất là ngon. Yeah. Ta lấy chua nhiều thì bỏ vào ra nên cái nước thì ngon, lấy thịt nhiều bỏ ra. Nhiều là ngon. Nó ngon. Nói chung quán nào bán đông thì quán rất là ngon. Bây giờ mới hỏi chuyện là cơm nguội. Cơm nguội cũng là vui. Bỏ hết chân cơm rồi luôn chứ. Hết chứ. Bỏ năng phải đỏ cơm là vừa mà. À, mình cũng bỏ một lần qua sự sự mềm cơm quá. Cơm. Nó từ từ. Anh chắc là cũng khách ruột ở đây. Thường xuyên ở đây. Dạ. Mình nhớ ngày xưa cái con nhỏ à, cứ đi mua buổi sáng á, đi mua một bộ bún. Nhưng mà mua bún mua nực xảo á, nhớ không? Mua nực nực này. Mua nực xảo thôi. Dạ. Về đó đem cái nồi cơm nguội ra là mấy anh em là ăn đi học. Thì người là cười to to rồi, tất cả còn nực xảo thôi. Bây giờ là nó tiết kiệm được, thay vì một tô đó, được. Bây giờ thành 3 tô. Bỏ cơm nguội mới được thành 3 tô. Mà nó nữa. Mà nó. Cho nên cái tim thanh cái cơm nguội này là bắt đầu từ khi còn thật khó khăn rồi hơn nữa ăn có quá nhiều tiền nhà cái đống. Dạ. Nên là buộc là phải mua về mà xẻ ra để bỏ thêm cơm nguội vào ăn. Rồi thì những câu ăn uống người lao động ăn buổi sáng mà mà ăn á cơm nguội ngay thì đi làm cả ngày có đủ á cơm nguội buổi sáng. Dạ. Tất nhiên là phải có một quả nguội bình dân. Bởi vì vấn này thì thấy nhất là bán một cái quán bún bình dân bây giờ thì cơm nguội này là yểm trợ yeah. Cho không biểu không người lao động ta ăn vừa ngon vừa no ta đủ đi làm từ chỗ đó rồi cũng làm cái đồ đơn cá yeah. Rồi mấy bác xe thồ xe ôm taxi sinh viên rồi lao chờ lao động rồi những lao động nó đổ xuống buổi sáng tới đó là giờ cố thấy đó. Rất là đông người và ra vào là cứ tiếp tục như tưởng tượng ăn đây là một tô bún vừa thêm một chén cơm sắp bắt rồi. Thì người Việt Nam mình là đa số vẫn là món ăn hàng ngày là món cơm vẫn được chuộng, cũng có món gì mà ngon gì thôi cũng ăn chơi thôi, còn mà ăn để no là chỉ có cơm. Thì ăn bún là vừa ngon miệng thì món đặc trưng của xứ Huế thì vừa được trộn thêm món cơm. Cơm là một đạm, nhưng mà ăn một sạp nó. Còn cái đặc điểm. Không có những cái quán người ta bán là bún người ta bỏ ra, nó kẹp thêm bánh mì người ta ăn. Nhưng mà bỏ thêm cái bánh mì thì nó bị hút nước. À. Ai thì lượng bột á, tính bột là rất ít. Yeah. Bỏ cơm vào nó không bị hút nước. Nó vẫn giữ miếng thì chất ngon của cơm bún, cơm nguội nha.
nấu mặt nữa như cả cho nếu như mình cho vào cái ổ bánh mì thì bánh mì nó rút hết nước của tôi cũng rất là máu khô mà cũng không nấu bằng cơm đúng không nấu bằng cơm mà đừng ra đi là chúng là cơm mọi người đều thích ăn hoài không ngã nói chung không bỏ nào có thể thay được cơm cho nên vừa ăn ngon vừa bỏ thêm cơm đang khách nè, đang khách luôn. Tân điện của anh rất là sớm, mới 6:30 thôi. Lượng khách tới ăn cũng đông lắm rồi. Ngày xưa quán bún bò Huế mà ở cái cạc quán á, cái cạc quán nó nằm trong thành phố là điện biết đâu ngón tay. Rất là ít. Buổi sáng mà muốn đi ăn bún thì gọi là ba mà cho đi ăn bún là đi kéo ghế. Và đi vô nhà hàng thì quán thì kéo ghế rột ra. Gọi là ăn gọi là đi kéo ghế. Còn những cái quán bún mà người ta gặp đi dọc đường á, mấy cái gì, mấy cái hó người ta gặp đi là lúc đầu thì để là... Nhưng mà đặc biệt ngày xưa là không có rau sống nghe, bún thôi nghe. Bún xong ta để bún về tô chị em bạn sau là có một cái nồi bung 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 thế này. Cái nồi đó là cũng đặc trưng của nồi bún bò xù Huế đó. Rồi. Bún rất là nóng. Họ đại đa số những người giàu có thành phố thì họ ăn không ngon. Còn người nghèo ở trường thì họ kiểu một tô nhưng thì họ bình dân nhất trong cái cảnh bụng đó. Đó có một đứa nấy đứa nào đó có vợ chồng có cả đó của người tố người tố để kia người ta bàn cái luồng bụng đó kia thôi về về cho nên mà đặc điểm của Huế là bún bò thì bao nhiêu con bất cứ quán nào bún là phải hết chứ còn không có con đi ăn mà hơi trưa một chút là cũng sạch nồi rồi vào ăn thì quán cho một tô bún nhưng mà chỉ ăn được cái này thôi là được tôi bụng này ăn đầm mệt rồi nó cho tiền cố ăn ngủ bây giờ đúng là chủ quán thương phải bổn hiểu mới có được con thì họ đi off để đưa tôi lên mà hình như đang cứ ăn thì hôm nay là một buổi sáng hôm nay là ba bạn gần cả tà bún chứa kể mấy chục lon gạo cơm nguội nữa đúng rồi anh thấy cái lượng cơm dựa lắm có người một chén có người lấy thêm riêng 15.000 giữa cầm khẩu đây tô mà bóng này là 15.000 tới quán mọi người kêu tô mà có hoa này là 15.000 một tô bún thôi rồi. Còn mà tố mà tố nào mà cảnh không có hóa này là 20 là 20 20 cao cấp rồi nha hai kêu thêm ấy kêu thêm nó kêu trái vô giá mà gì rất thừa số lại mà ở Huế cái đấy cũng quá rẻ nhưng mà thông thường bình dân là 15.000 bây giờ em cứ nghỉ đi trong cái thời buổi thịt heo bây giờ giá hiện tại là gấp 3 ngày xưa nhưng mà người ta bán cũng bán 15.000 giống như trước đây người ta vẫn bán 15.000 bây giờ họ bán 15.000 cái đó là cái điều kém chuột nhất cả điều rất khó nhất bây giờ cái gì cũng mắc mà một cái bụng mà chỉ bán 15.000 rồi có người miễn phí nữa 15.000 bây giờ 15.000 mà thịt heo đắt gấp 3 mấy các bạn nghe cho nên khách về đóng cái dòng thức ở Huế là em rất là rành cho nên bất cứ chỗ mô là cũng chưa biết giá rẻ ngon như việc như em đó là về gần chợ Đông Ba ngay đây trung tâm đường Trần Công Sơn giá như thế là quá rẻ quần bụng mà có một người là hình rẻ nhất tỉnh như rồi nói với em mà nói một cái đơn vị như rẻ nhất tỉnh ăn nhiều
không có được. Mình ăn ở xóm cũng không có giá, tức là cũng cho có một giá mà 15-20 ngàn thì quá đắt. Trong cảnh mà hút nước bụng này ngon ra phết thì nước ngọt của mọi người đó, thì phải hút cái nước bụng này mới ngon, mặt sẵn sẵn làm ấy là biết bụng ngon rồi, chứ phải giới thiệu cho nhiều nữa. Cái chả cua cũng đặc biệt. Chả cua rất là ngọt, nói chung là chả cua này cũng nơi khác cũng có được. Một con sâu. Ngon bẩm lắm. Cho nên thì anh sẽ chỉ tới cái quả bánh cánh năm sau về đường của Trương Dương. Bột luộc, bột lọc, bột mì, cùng cua, giò, trứng. Giá rất là rẻ, có ăn nhiều giá mà bánh cánh đặc biệt của chợ Đông Bán. Một cái bột luôn là cũng đặc biệt rồi. Bột luôn là bây giờ là thì gặn bánh cánh, họ không còn đi bán. Mà nói đi chơi chứ mà cứ hệ mình nói đi tìm cho được từng món bánh cánh bột luôn là rất là khó. Trên cửa hàng mọi người chiều nay trên cửa hàng mọi người chính một ăn rất là xanh ăn để nhiều để mọi người cháu cánh bột luôn, chỉ còn một quán duy nhất ở Huế. Vậy là sáng nay chúng tôi vừa chia sẻ để mọi người một món ăn rất là đặc trưng của xứ Huế, mà người lớn tuổi thì không có ai mà phải mờ đi cái ký ức này trong món ăn này. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tạm biệt mọi người. Hãy giúp Trân Trân bằng cách đăng ký, like và chia sẻ cho người thân cùng theo dõi. Xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để xem hết clip.